Từ ngày 22 tháng 7 tới đây thì thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khác với những năm trước khi mà việc lọc ảo chỉ thực hiện với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì năm nay để thực hiện lọc ảo chung, Bộ sẽ tổ chức xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trong cùng một đợt. Với thay đổi này thì các trường sẽ chỉ biết số lượng thí sinh thực sự trúng tuyển vào trường ở tất cả các phương thức khi mà quá trình lọc ảo hoàn tất. Do đó để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, đòi hỏi các trường phải có sự tính toán lên phương án một cách kỹ lưỡng. Dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng Thanh Hiền đã đăng ký xét tuyển tại khá nhiều trường. Em giải đều các nguyện vọng ạ. Thì em sẽ tuyển học bạ vào trường, em thấy trường mình có xét tuyển học bạ thì em sẽ nộp hồ sơ học bạ vào trường này. Còn em còn xét tuyển kết hợp với cả IELTS vào những trường khác. Hơn 3.000 là chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường Đại học Đại Nam. Trong đó nhà trường dự kiến sẽ dành tới hơn 50% cho chỉ tiêu xét tuyển học bạ, còn lại sẽ xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, trường cũng đã chủ động xây dựng phương án giảm thiểu số lượng thí sinh ảo. Năm nay thì là số lượng thí sinh dự tuyển cũng như là cái chất lượng đầu vào các bạn ấy có phần cao hơn so với năm trước đây ạ. Trường Đại học Việt Nam mà hạn chế tình trạng thí sinh ảo thì nhà trường đã công bố theo phương thức xét tuyển sớm. Số lượng thí sinh năm nay được công bố dự kiến là tăng 1,2 lần so với năm ngoái. Theo kế hoạch, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học chắc chắn sẽ là thông tin thí sinh cần theo sát, khi các trường sẽ có sự cân nhắc trong quá trình các em điều chỉnh nguyện vọng.